Hello, hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ review bạn về cái đăng ký kích một cái kèo Webnit khá là xịn tiếp theo. Thì đó là một cái kèo Webnit về game ở trên Solala. Thì vừa rồi ấy, thì các bạn cũng biết rằng là có một cái tựa game khá là hot, đó chính là cái tựa game Starlab, đúng không? Với cái x của nó là x khoảng hơn 200 lần đấy. Và cái việc đem lại cái lợi nhuận nó khá là lớn. Thì hôm nay mình giới thiệu tiếp cho bạn một cái dự án tiếp theo. Đó là một cái dự án về lông trại, như là vì là kiểu lông trại thu hoạch các thứ ở trên nền tảng Solana đó. Thì đây cái tựa game nó tên là Defiland đó. Thì ở đây thì nó khá là nhiều thông tin, thì bạn có thể đọc thêm ở trong cái phần trang web đó, thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới. Và cái nữa thì đây nó sẽ có những cái thông tin về roadmap map thứ ở đây, thì bạn có thể đọc thêm. Về chúng ta sẽ qua quỹ họ nhé. Quỹ đây thì hầu như hết là toàn những quỹ rất là lớn và có nhiều năm kinh nghiệm, rất là quỹ lớn và rất là tiềm năng rồi. Đó, mình sẽ review qua cho bạn xem về những quỹ thôi. Đó. Còn về dự án thì các bạn có thể truy cập thêm vào vô ở trang web để có thể tìm hiểu kỹ về họ. Thì mình đánh giá qua dự án này nó rất là hay rồi. Thì chắc chắn bạn mua được thì chắc chắn là khả năng là XX rất là cao. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn về cái cách đăng ký ở trên cái nền tảng của nó, nền tảng IDO của nó là nền tảng Solidium. Đó. Thì đầu tiên thì các bạn phải có một cái ví, là ví Solana SPL token. Thì cái ví này thì mình đã hướng dẫn cho bạn ở cái video rồi. Các bạn có thể đăng ký nó qua cái video mình đã hướng dẫn ở trong cái phần trước, thì mình sẽ để cái đường link các bạn hướng dẫn về cái kèo này ở trong mô tả để bạn có thể đăng ký cái ví cũng như là bắt đầu vào đăng ký cái nick của cái IDO này đó. Thì sau khi bạn đã có ví rồi thì đến bước đầu tiên thì mình sẽ truy cập vào cái trang web IDO của nó, thì mình cũng sẽ để đường link cho bạn ở phần mô tả để bạn truy cập vô. Thì sau khi truy cập vô thì các bạn có thể ấn vào phần connect wallet. Thì sau khi bạn đã có ví rồi ấy, và ấn vào cái phần solet cho mình đó, thì đây thì nó sẽ kết nối với bạn cái ví của mình đó. Thì kết nối ví solet rồi đó, thì bạn có thể ấn cái gõ cái mật khẩu của mình vô đó, các bạn kết nối cái ví của mình đó. Các bạn đợi tí, đây các bạn vào đây upload này đó. Đấy, ok, vậy là kết nối thành công này. Sau khi kết nối thành công thì bạn ấn vào phần đăng ký vào phần web cho mình đó. Ok, với cái đây thì bạn sẽ chọn vào những cái mà nó yêu cầu đó, chọn cái một chiếc ô tô đó, mình sẽ chọn chiếc ô tô. Đây mình chọn lại nhá, chọn ô tô đó, bạn đã chọn theo cái làm phần captcha nó, và nó cũng khá đơn giản thôi đó. Toàn là nó cắt treo đó. Ok, thì sau khi đợi xong đó thì nó sẽ thông báo này, cái phần bot nó sẽ thông báo luôn cho bạn này đó. Thì đến cái phần này thì các bạn sẽ làm những cái tanh nhé, những cái tanh của nó này. Tanh đầu tiên là tanh zone vào Solarium đó, bạn mở ra đó, thì cái này mình đã zone rồi này, thì mình ấn next tanh tiếp, mình ấn confirm đó thì đã thành công này. Ấn vào phần token này, các bạn ấn vào phần cái token này nhé đó. Thì đây nó sẽ hiện ra cái token cho các bạn. Thì mình bạn nhập vô cái tài khoản mình. Hay xong các bạn sẽ ấn token. Thì mình sẽ truy cập lại nhé. Mình đang không hiện này. Mình sẽ truy cập lại. Ở đây. Đây nó ghi là bot một bài token bằng cách là sử dụng cái hashtag này, bao gồm những cái chức năng bao gồm những chức năng hay là tính năng bạn muốn xem trong DeFi, trong trong cái game của nó đó, thì mình sẽ sử dụng cái hashtag của nó nhá. Ok, DeFi đây. And, sử dụng hashtag này này, các bạn sử dụng hashtag này và mình sẽ có viết về một cái đoạn ở trong cái thằng trong cái dự án của nó đó, thì mình sẽ xem ở trong cái dự án này nhé. Đây thì mình sẽ xem của nó. Đây, đây là Delphi, là một dự án mô phỏng này. Thì mình mình sẽ xem đây một cái nội dung, một vài nội dung thì mình sẽ copy copy một số cái ở trong đây. Nó yêu cầu là mình đăng một tờ sử dụng hashtag này và bao gồm trong đó là cái trò chơi tính năng mà bạn muốn xem trong DeFi DeFi Land DeFi Land. Mình sẽ dùng ứng dụng Go dịch nhá để chọn cho một cái DeFi, thì bạn có thể ở đây là copy
Thì bạn ở đây nó có cái phần nó khá là nhiều mục về trò chơi ở đây thì mình có thể đây NFT ở đây nó sẽ có bốn cái trải nghiệm này: cách thức tương tác với tài chính tiền chung thông qua gaming này, chơi để kiếm tiền, thành tựu công đoàn, trận chiến bộ sưu tập vẫn là để kiếm tiền. NFT độc đáo người sở hữu nó, bạn có thể ở đây bạn có thể trải nghiệm này, có thể ghi một cái đoạn văn gì đó là tôi muốn tôi rất muốn được trải nghiệm cái hệ thống trò chơi. Thật sự là tôi rất muốn được xem cũng như trải nghiệm. Ở đây nó yêu cầu gì đây? Về chức năng tính năng bạn muốn trong Defiant đúng không? Ok, cái chức năng tính năng là trải nghiệm về cái cơ chế. Tôi rất muốn xem cũng như là cái tôi muốn xem cũng như là cái cũng như trải nghiệm cách play to earn nhỉ? Play to earn trong Defi Defi Land hả? Đó. Đấy, thì cái này cái cơ chế thường thường những cái cơ chế Defi là cơ chế trong những game chúng ta thường thường rất muốn không? Đó thì mình cũng sẽ mà mong muốn được tìm hiểu cái này thì mình sẽ mong muốn được tìm hiểu về cơ chế cũng như là trải nghiệm xem là cái cách mà kiếm tiền ở trong cái tựa game này nó như nào thì mình sẽ điền vào trong đây. Đó. Thì tôi muốn xem trải nghiệm cách chơi để kiếm tiền trong Defi Land. Đó. Ok. Sau khi bạn mà copy rồi đó. Ok, gọi tờ quick lên. Đó, gọi tờ quick lên nhá. Ok, sau khi bạn tờ quick xong này. Thì đây hai bạn là hãy đăng vào một cái tờ quick của tang này. Ok, thì bạn ấn copy mình cái này nhá. Copy cho mình cái đường link mà bạn đã đăng lên rồi. Các bạn gắn vô đây. Đó, các bạn lộp. Đấy, thì sau khi xong. Đây là nó đã xong này. Đó, bạn phải là bạn đã xong nhá. Vậy là bạn đã xong nhiệm vụ rồi. Thì ở đến cái bước này ấy, thì bạn cũng có thể trải nghiệm thêm. Ở đây nó cũng một cái ở đây cái phần topic ấy thì bạn có thể tham khảo ở dưới đây nhé, tham khảo những cái nội dung ở dưới đây có này, tham khảo về những cái nội dung ở dưới đây như là dự đoán này, cá cược này. Đó thì có thể là tôi muốn tìm hiểu như là xem về cái việc là vay và cho vay ở trong cái Freeland, hoặc là quản trị này, đất giáo dục này, hình thức thực hành này, hay là những cái trò chơi đó. Bạn có thể tìm hiểu những cái tính năng nó ở đây để có thể dùng nội dung để đăng lên cái tờ quick của mình đó. Thì sau khi bạn đã làm xong rồi thì bạn có thể dùng cái đường link giới thiệu của mình ấy, link giới thiệu này đó, để có thể đi giới thiệu cho những người bạn của mình để gia tăng cái cơ hội trúng cái phần thưởng này hơn đó. Thì ok, thì vừa rồi thì mình đã review cho bạn về cách mà chúng ta tham gia cái chương trình này Wednesday từ A đến Z đó. Thì nếu mà bạn có cái câu hỏi gì thì có thể comment phía dưới thì mình có thể giải đáp cho các bạn. Và nếu bạn mong muốn được tìm hiểu thêm những dự án thì có thể truy cập vô cái Telegram của mình, sẽ cập nhật khá là nhiều thông tin trong đó, và cũng như là có rất nhiều cơ hội để các bạn sở hữu có slot để mua được những cái dự án IDO mà ở trong nhóm đó mình có chia sẻ đó. Thì ok, thì nếu bạn có trúng cái phần thưởng này thì bạn có thể truy cập lại vô cái phần này, cái danh sách này nó sẽ kết thúc trong khoảng 1 giờ nữa, tức là 1 ngày nữa. Thì sau khi mà kết thúc xong thì bạn có thể vô đây và check xem mình có trúng thưởng cái phần credit không. Nếu mà trúng thì bạn hãy là vô tiền cái ví của mình và mua cái dự án này nhé. Đó, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.